Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên được biết rất là nhiều khách hàng trong thời gian qua đã dùng qua hai sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì ngày hôm nay Bích Liên rất là vui được trở lại một lần nữa để xin đại diện cho hệ thống công ty EV Princess cảm ơn quý ông, quý bà, quý cô, quý anh, quý chị rất là nhiều trong thời gian qua. Quý vị đã nghĩ đến sức khỏe của mình, quý vị đã mua linh chi và đông trùng hạ thảo nguyên chất để quý vị dùng để chúng ta có một cái sức khỏe, cảm thấy là mình khỏe hơn, mình ăn ngon miệng là ngủ yên, là coi như là những người nào mà biếng ăn mà mất ngủ đó, thì quý vị dùng linh chi đông trùng hạ thảo thì chống được rất là nhiều cái đề kháng và cái cơ thể của mình nó tăng cường thêm sức khỏe nữa. Những cái chất hóa học, những cái chất độc ở trong cơ thể của mình thì nó được đào thải đi, rồi nó tăng thêm cái nội tạng của mình có nhiều sức khỏe hơn nữa, còn bồi bổ thêm cái thận của mình, rồi phổi của mình tốt hơn, cho nên cái đường ruột của mình nó vẫn tốt hơn, thưa quý vị, thì chúng ta có một cái sức khỏe rất là tốt. Chúng ta nên ngừa bệnh hơn là chữa bệnh, phải không thưa quý vị? Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.